Chủ vựa gạo Long An gây chấn động với của hồi môn hơn 300 tỷ tặng con gái, rể Ấn Độ giàu không kém. Đám cưới của con gái chủ vựa gạo Long An gây xôn xao miền Tây vì độ hoành tráng và xa hoa. Những món quà hồi môn mà cô dâu chú rể nhận được khiến bao người ngưỡng mộ. Của hồi môn là món quà mà cha mẹ cô gái tặng cho con khi con đi lấy chồng. Tùy theo thời đại, phong tục tập quán và hoàn cảnh của mỗi gia đình mà của hồi môn đó có thể là đồ dùng, quần áo hay tiền bạc, trang sức. Người xưa quan niệm, của hồi môn thể hiện tâm nguyện của cha mẹ, mong muốn con được may mắn, có cuộc sống đủ đầy, sung túc cả về vật chất, hạnh phúc vợ chồng và con cái là thứ mà cô con gái nhỏ của họ có thể dựa vào khi cuộc sống không được như ý. Sóng gió của hồi môn có thể có những hình dạng khác nhau ở những nền văn hóa và thời điểm khác nhau, nhưng ý nghĩa về một tình yêu lớn lao, vô điều kiện của ba mẹ là thứ không bao giờ thay đổi. Vào ngày đám cưới, cô dâu chú rể sẽ nhận được món quà từ hai bên gia đình. Tùy theo điều kiện gia đình mà quà hồi môn của người thân tặng cho cô dâu chú rể nhiều hay ít. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước video ghi lại hình ảnh đám cưới của con gái chủ vựa gạo Long An với của hồi môn lên đến 300 tỷ. Theo nội dung video, tại lễ cưới chủ vựa gạo ở Long An và chú rể ở Ấn Độ, ba mẹ của cô dâu đã trao cho con gái của hồi môn gồm hơn 300 tỷ ngày lấy chồng. Kèm theo đó là những hình ảnh rạng ngời của cô dâu trẻ trung xinh đẹp trong bộ áo dài cưới màu đỏ lộng lẫy. Theo chia sẻ người đăng tải đoạn video clip, gia đình ái nữ là một trong những vựa gạo chuyên xuất khẩu gạo lớn nhất Long An. Cụ thể trong buổi nạp lễ gia tiên, ai nấy đều choáng váng khi nghe giá trị của hồi môn gia đình dành cho cô con gái. Đầu tiên là món quà vòng cổ và vòng tay kim cương với trị giá là 200.000 đô đến từ nhà trai dành cho vợ. Tiếp đó là một đôi bông tai kim cương mẹ cô dâu, bố của cô dâu dành tặng cho cô dâu một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngôi nhà ở thành phố Hồ Chí Minh có giá 1 triệu USD, tương đương 24 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngoài ra còn có hai chiếc vòng tay, hai cây vàng cho cô con gái. Chưa hết, bên cạnh đó gia đình còn tặng cho con gái một chiếc Mercedes và vô vàn những món quà giá trị mà nhiều người dí dỏm bảo cô dâu đếm một ngày bảy đêm cũng không hết. Bên cạnh gia đình, bạn của cô dâu cũng tặng cho cô 200.000 đô. Nhiều người chưa hiểu câu chuyện nghĩ rằng anh chàng này sẽ là chàng vương may mắn khi được lấy vợ giàu. Tuy nhiên gia đình nhà chồng của cô dâu Long An cũng cực xứng đôi. Được biết chú rể người nước ngoài cũng trao cho cô dâu của mình một chiếc nhẫn kim cương 200.000 đô, gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gia đình chú rể dành tặng cho cô dâu vòng cổ và vòng tay, bông tai kim cương. Hôm lễ lấy ý tưởng từ một khu rừng ánh sáng dựng trên nhà kho đựng gạo của công ty gia đình. Khu vực bàn gallery ở tiệc cưới được sử dụng nhiều hoa lá xanh để tái hiện hình ảnh khu rừng. Để chuẩn bị cho đám cưới này, ekip decor đã dùng tới hơn 2 tấn hoa, gồm có lan hồ điệp, mimosa, cẩm tú cầu, hoa hồng, lá bồng bông, hoa thạch thảo, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa mỏng sói. Để làm nổi bật không gian rạp cưới, ekip dùng đèn led tạo sự lung linh, quay màn sao thành khán phòng. Điều khó khăn khi làm việc ở nhà kho là trần cao, các tường có sẵn đều cần che đi để tạo rạp, sự nhất quán về không gian. Các ảnh pre-wedding của Uyên Ương được phóng to, đặt tại lối vào tiệc. Những ngày trước cưới, trời Long An đều mưa, nhưng đến ngày cưới, trời tạnh, giúp ekip thi công dễ dàng hơn. Tổng thời gian thi công là khoảng 4 ngày liên tục, số lượng khách khoảng 800 đến 1.000 người. Chương trình cưới còn có các tiết mục văn nghệ, giúp tạo bầu không khí sôi động vui tươi. Ngay sau khi đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội, video trên đã nhận thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận từ cư dân mạng. Đa số ai nấy đều trầm trồ trước những món quà hồi môn rất giá trị từ gia đình hai bên, cũng như độ xa hoa của lễ cưới. Rất nhiều cô gái vào đoạn clip xin vía có được một đám cưới hoành tráng và sung túc như cô dâu và chú rể trong clip.